Chào mừng bạn đến với kênh Holic Book Audio. Tổng hợp những bộ truyện hay. Bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư, Trần Tình Lệnh. Tác giả Mạc Hương Đồng Xú. Ma Đạo Tổ Sư, Mạc Hương Đồng Xú. Chương 90 Tình Ngủ 1. Ôn Ninh vội vàng câm miệng. Trong tiếng mái chèo khua trong dòng nước, Ngụy Vô Thiện đầu đau như búa bổ dần dần mở ra hai mắt. Cả người hắn đều dựa vào người Lam Vong Cơ, phát hiện thấy mình đã không còn ở Liên Hoa Ổ, nửa ngày vẫn chưa rõ tình huống, cho đến khi thấy tay trái Lam Vong Cơ trên tay áo có vết máu, giống như một chuỗi hoa mai trên nền tuyết trắng, lúc này mới nhớ ra chuyện phát sinh trước lúc hắn ngất đi. Vẻ mặt hắn biến đổi thảm đến không nỡ nhìn, phút chốc ngồi dậy. Lam Vong Cơ đỡ hắn, nhưng Ngụy Vô Thiện vẫn chưa hết ù tai, trong lồng ngực cũng toàn mùi máu, cực kỳ khó chịu. Hắn lo rằng mình có thể sẽ phun một búng máu lên vạt áo tinh khiết trên người Lam Vong Cơ, xua tay liên tục, xoay người nghiêng đến một bên, kiềm chế vịn lấy mép thuyền. Lam Vong Cơ biết hắn không thoải mái, yên lặng một câu cũng không hỏi, một tay phủ lên lưng hắn, một cỗ linh lực ôn hòa tinh tế lưu truyền tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Chờ khi áp chế được vị dì sắt xuống ít hầu, Ngụy Vô Thiện mới quay đầu, khoát tay, bảo Lam Vong Cơ ngừng lại. Tĩnh tọa một lát, rốt cuộc hắn cũng mở miệng thử thăm dò, Hàm Quang Quân, chúng ta làm thế nào thoát ra vậy? Ôn Ninh thần sắc lập tức trở nên khẩn trương, dừng mái chèo lại. Quả nhiên Lam Vong Cơ hết lòng tuân thủ lời hứa. Không hề đề cập đến việc hắn gây ra, nhưng cũng không nói dối, kiếm lý do thoái thác, chỉ không nói mà thôi. Thấy thế, Ngụy Vô Thiện đành chấp nhận rằng phải đánh một trận mới có thể thoát thân. Không thì Giang Trừng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả cho họ đi. Ngụy Vô Thiện giơ một tay xoa xoa ngực, tựa hồ muốn xoa cho mùi vị trong lồng ngực tan đi, nửa ngày không nhanh không chậm thở dài nói, tiểu tử Giang Trừng ngu ngốc này thật sự là thái quá. Mi mắt Lam Vong Cơ khẽ động, trầm giọng nói, đừng nhắc tới hắn. Nghe ngữ khí không tốt của y, Ngụy Vô Thiện hơi run run, lập tức nói, được, không nói đến hắn nữa. Trầm trước một lát lại nói, cái kia Hàm Quang Quân, ngươi không cần để ý lời hắn nói đâu. Lam Vong Cơ nói, câu nào? Mí mắt Ngụy Vô Thiện rực rực nói, câu nào cũng thế. Tiểu tử này từ nhỏ đã có loại tánh tình này, một khi sinh khí là nói không lựa lời, đặc biệt khó nghe, phong độ giáo dưỡng hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần có thể khiến kẻ khác không thoải mái, lời nói loạn thất bát tao nào hắn cũng có thể mắng ra. Nhiều năm như vậy vẫn không có nửa điểm tiến bộ, ngươi ngàn vạn lần không cần để trong lòng. Hắn vừa nói, vừa để ý quan sát thần sắc Lam Vong Cơ, nội tâm trầm xuống từng chút. Hắn vốn mong rằng, hoặc có thể nói là kỳ vọng rằng, Lam Vong Cơ sẽ không đem những câu nói kia để ở trong lòng, nhưng nấp ngờ chính là sắc mặt Lam Vong Cơ không hề dễ nhìn. Hắn chỉ là gật đầu, ngay cả một tiếng ân cũng không muốn nói. Xem ra, đối với những lời ác ngôn ác ngữ vừa rồi của Giang Trừng, Lam Vong Cơ còn khó chịu hơn so với hắn dự đoán. Có lẽ hắn chỉ đơn thuần không thích cách làm người của Giang Trừng, hoặc có lẽ những lời khi Giang Trừng trách cứ Ngụy Vô Thiện vì lằng nhà lằng nhằng, không biết kiểm điểm, người bừa bãi lộn xộn, chuyện này đặc biệt không thể tha. Jin, ngay chỗ, những lời Ngụy Vô Thiện vì, thật ra bản gốc không có nêu tên hai người, chỉ có hắn mà thôi. Vì để cho mọi người dễ hiểu nên tôi mới sửa lại và thêm tên của hai người này vào. Chung quy cô Tô Lam Thị là danh môn thế gia, gia huấn vì quy phạm. Lam Vong Cơ từ nhỏ đã được dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc đứng đắn. Câu gia huấn vì quy phạm còn được hiểu theo là giáo huấn những người không làm theo nguyên tắc quy định trong Cô Tô Lam Thị. Nếu ai không tuân theo thì sẽ bị xử phạt. Mấy ngày nay đi xuống, hắn có cảm giác rằng Lam Vong Cơ hẳn là có chút coi trọng đối với mình, có chỗ bất đồng, nhưng chung quy không thể thấy rõ tâm của y, không thể xác định coi trọng đến cùng là nặng bao nhiêu, bất đồng, lại có phải loại bất đồng mà hắn nghĩ hay không? Hay chỉ là do một mình hắn suy nghĩ vẩn vơ, đơn phương tình nguyện, tự tin thái quá? Hắn chưa bao giờ cảm thấy tự tin là xấu, cũng từng vì thế mà đắc ý khinh cuồng. Tương truyền rằng Di Lăng lão tổ chơi bời du hí bụi hoa, đắm chìm trong hương sắc hồng thơm ngát sao,
Nhưng trên thực tế, hắn trước đây chưa từng trải qua tâm tình này, khó tránh khỏi cảm thấy luống cuống tay chân, chơi bời du hí bụi hoa bằng chơi bời với gái. Đắm chìm trong hương sắc hồng thơm ngát bằng đắm chìm trong tình yêu. Thấy hồi lâu Lam Vong Cơ chưa có trả lời, không đoán ra suy nghĩ của y, Ngụy Vô Tiện vốn định dùng việc chọc cười mà mình vẫn am hiểu để nói cho qua chuyện. Nhưng lại sợ trêu đùa quá đáng, tình huống sẽ trở thành xấu hổ. Qua một hồi, đột ngột nói, chúng ta đang đi đâu? Đề tài được chuyển một cách cứng ngắc, Lam Vong Cơ vẫn phối hợp nói, ngươi muốn đi đâu? Ngụy Vô Tiện xoa gáy, nói, tùy tiện đi, đến chỗ nào cũng được. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, ai một tiếng, nói, không được. Chúng ta không thể cứ đi như vậy được. Hắn nói với Lam Vong Cơ còn chưa biết Trạch Vu Quân An nguy thế nào, cũng không biết đám người kia còn nghĩ ra dạng kế hoạch gì nữa, không biết có cần chúng ta hỗ trợ không. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên trở về thôi. Giang Trừng quả thực là vấn đề lớn, gặp Giang Trừng thì cùng lắm đi đường vòng. Đến lúc gặp mặt ở nơi công khai, hắn hẳn cũng không đến nỗi không chịu nổi mà xé rách ra mặt. Lam Vong Cơ lại nói, không cần. Ngụy Vô Thiện giật mình, nhưng còn đại ca ngươi. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn Thị Trần bên hông, đạm thanh nói, tự chúng ta cũng có thể hành động. Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Thiện mới nói, cảm ơn. Hắn biết nguyên bản Lam Vong Cơ muốn hành động cùng cô Tô Lam Thị, cùng bàn bạc nghĩ cách cứu viện Lam Hy Thần như thế nào, bỗng nhiên lại sửa lại chủ ý, hơn phân nửa là suy nghĩ cho Ngụy Vô Thiện không muốn gặp Giang Trừng, vì vậy liền nói lời cảm tạ. Nhưng nghe thấy câu cảm ơn, lần thứ hai trong đêm nay, sắc mặt Lam Vong Cơ chẳng những không dễ nhìn hơn, ngược lại càng trở nên tái nhợt. Thấy thế, Ngụy Vô Thiện liền hạ quyết tâm, vươn tay muốn giữ lấy hắn, lúc này Ôn Ninh nói, Ngụy công tử, Lam công tử, bây giờ vẫn tùy tiện trèo sao? Có còn muốn quay về Liên Hoa ổ hay không? Ngụy Vô Thiện, cái gì? Hắn và Lam Vong Cơ đều ngồi quay lưng về phía đuôi thuyền, bởi vậy nên không thấy được Ôn Ninh. Thình lình có người lên tiếng phía đuôi thuyền, dọa cho hắn đầu như muốn nổ tung, tóc gáy đều muốn dựng đứng, quay đầu sợ hãi nói, sao ngươi lại ở chỗ này? Ôn Ninh ngẩng mặt lăng lăng nói, ta vẫn ở đây mà. Ngụy Vô Thiện nói, vậy sao không nói lời nào? Ôn Ninh, ta thấy công tử cùng Hàm Quang Quân đang nói chuyện cho nên ta mới không. Ngụy Vô Thiện bảo, tóm lại là vẫn nên lên tiếng. Nhấc tay đầy mái chèo, Ôn Ninh biện minh nói, công tử ta vẫn chèo thuyền mà vẫn tạo ra âm thanh a, ngươi không nghe thấy sao? Ngụy Vô Thiện im lặng nửa ngày không nói nổi một câu, cuối cùng trở lại ngồi cạnh Lam Vong Cơ, vẫy tay với Ôn Ninh, quên đi, đừng chèo nữa, ban đêm nơi này nước chảy nhanh, không cần chèo đi cũng nhanh lắm. Hắn lớn lên ở Vân Mộng, từ nhỏ ở vùng này thường hay qua lại, tất nhiên rất quen thuộc. Ôn Ninh nghe vậy ứng thanh một tiếng, buông mái chèo xuống, câu nệ ngồi ở đuôi thuyền, cách hai người Lam Ngụy một khoảng cách hơn 6 thước. Lúc đến Liên Hoa ổ là giờ Dần, một phen dằn vặt, lúc này sắc trời không rõ, thông qua màn trời xanh trắng mờ nhạt, hai bờ sông sơn thủy rốt cục hiển lộ hình dáng. Đánh giá bốn phía một phen, Ngụy Vô Thiện bỗng nhiên nói, ta đói bụng. Lam Vong Cơ nâng mắt lên. Đương nhiên Ngụy Vô Thiện một chút cũng không đói, hắn vừa mới ăn 3 cái bánh tại một quán nhỏ ngoài Liên Hoa ổ. Nhưng Lam Vong Cơ mới chỉ ăn 1 cái. Hơn nữa đây là đồ ăn duy nhất y ăn trong thời gian 2 ngày nay. Bản thân Lam Vong Cơ tuyệt nhiên sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng Ngụy Vô Thiện vẫn nhớ kỹ chuyện này, nhìn con đường phía trước không hy vọng là có người ở, sợ rằng phải đi một đoạn đường thủy thật dài, may ra mới gặp được thành trấn, mới có thể ăn uống nghỉ ngơi. Lam Vong Cơ trầm ngâm, cập bờ. Ngụy Vô Thiện nói, khu vực gần bờ đều không có người nào, bất quá ta biết một nơi có thể đi. Ma đạo tổ sư, Mạc Hương Đồng Xú. Chương 91, tỉnh ngủ 2. Ôn Ninh vội vàng cầm lấy mái chèo, điều khiển thuyền theo hướng hắn chỉ. Không bao lâu thuyền rẽ sang một nhánh sông, đi một lúc lại nhập với một con sông lớn, trong hồ lá sen cao thấp chẳng chịt cao vút như nắp. Thuyền nhỏ đi ngang lần lượt phá tan những cành sen chen chúc, hướng chỗ sâu nhất của ao sen đi tới.
Từ trên không nhìn xuống, chiếc thuyền đi qua nơi này, mang theo một giường lá cây xanh biếc lắc lư, đi qua những bóng râm của tán lá, đẩy ra một mảnh lá sen rộng lớn, bỗng dưng nhìn thấy một đài sen hồng đang ẩn tàng ở bên dưới, trong chớp mắt ấy, như thể đột nhiên phát hiện ra một kho báu nhỏ. Ngụy Vô Thiện đang muốn vươn tay hái, Lam Vong Cơ bỗng nhiên gọi Ngụy Anh. Ngụy Vô Thiện, làm sao? Lam Vong Cơ, mảnh niên đường này có thể có chủ nhân. Ngụy Vô Thiện vẻ mặt không thẹn với lương tâm, đương nhiên không có. Đương nhiên có, từ thời điểm Ngụy Vô Thiện 11 tuổi thường hay hái trộm sen hồng và đài sen ở các liên đường tại Vân Mộng. Nguyên bản đã rửa tay không làm nhiều năm, nhưng trước mắt muốn kiếm chút đồ ăn để gấp rút lên đường, không thể không tái xuất giang hồ. Lam Vong Cơ đạm thanh nói, ta nghe nói liên đường vùng này đều có chủ. Ngụy Vô Thiện, ha 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 ha, phải không, thế thật quá đáng tiếc. Ta chưa từng nghe nói qua, vậy chúng ta đi thôi. Bị chọc thùng, hắn vô cùng ngại ngùng lại gọi Lam Vong Cơ làm mấy chuyện hồ nháo cùng nhau, đường đường hàm quang quân lại đi trộm đài sen nhà người ta để ăn, nghe thế nào cũng thấy kỳ cục. Ngượng ngùng định đi chèo thuyền, Lam Vong Cơ thế nhưng giơ tay, đi tới hái một đài sen, y đưa đài sen cho Ngụy Vô Thiện, nói, không có lần sau. Ngụy Vô Thiện điên cuồng hái một mạch, lòng tham không đáy liều mạng hướng trên thuyền chất đầy đài sen, chất đầy đến nỗi trên thuyền dường như chỉ còn lại chút chỗ trống, ba người ngồi ở trong đống đài sen màu xanh. Cầm lên một cái đài sen, xé ra một lớp da xanh biếc, bên trong là một lớp da có màu nâu mịn. Một hạt đài sen từ trong lớp vỏ rơi ra ngoài, hạt sen trắng như tuyết, hạt sen mềm mại có mùi vị ngon ngọt ngất ngây. Dùng một thuyền đầy sen lấp đầy bụng, nhẹ nhàng xuôi dòng khoảng 1-2 canh giờ, bọn họ tới một bến tàu khác ở Vân Mông, bến tàu tọa lạc tại bên trong một tiểu thành, chỗ nước cạn tụ họp đầy những chiếc thuyền đánh cá, trên thuyền trên bờ có vài người đánh cá cùng một nữ tử đang cao giọng mắng nhiếc gì đó. Một vài thiếu niên để trần, làn da lúa mạch bơi qua bơi lại gần bờ sông, vừa xem nào nhiệt vừa ngụp lặn. Chợt thấy một chiếc thuyền xa xa ung dung mà đến, đuôi thuyền có một người cúi đầu, giữa thuyền có hai nam tử trẻ tuổi dung mạo xuất chúng. Đặc biệt là bạch y nam tử ngồi ngay ngắn kia tố y như tuyết, khí độ xuất trần, bình thường rất khó gặp nhân vật như vậy. Người người đang chửi bậy hai bên bờ không khỏi im miệng trợn tròn mắt, cả đám người dùng sức hướng bên này nhìn chằm chằm. Đối với loại ánh mắt này, Lam Vong Cơ sớm có thể làm như không thấy, thuyền cập bến, đứng dậy trước tiên, bước lên bờ quay đầu đỡ Ngụy Vô Thiện. Vài thiếu niên bơi lội bên bờ sông như đàn cá nhỏ bơi lại đây, 7-8 cái đầu nổi lên cạnh thuyền. Một thiếu niên hỏi, nhiều sen như vậy, các ngươi bán sen sao? Ngụy Vô Thiện đem những đài sen đã được lột vỏ cho bọn họ xem, cười tủm tỉm nói, bán cho các ngươi có muốn ăn không? Nữ tử ban đầu đang to tiếng mắng chửi thập phần mẫn tuệ thông minh, ngay lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười, mấy vị công tử muốn đến nơi nào? Thăm người thân sao? Hay là đến chơi? Muốn ở trọ chứ? Ngụy Vô Thiện nguyên bản ý tứ là từ nay về sau lên bờ, lại tiến đến lan lăng, bởi vậy cũng không tính toán nghỉ lại, đang muốn cười xin miễn, Lam Vong Cơ lại nói, ở trọ. Ngụy Vô Thiện ngẩn ra, hàm quang quân. Lam Vong Cơ nhìn hắn, tình trạng thân thể ngươi chưa ổn định. Lúc trước ở bãi Tha Ma, Ngụy Vô Thiện đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, tinh thần cùng thân thể đều duy trì ở trạng thái căng thẳng. Mấy canh giờ trước lại bị Giang Trừng chọc tức đến cơ hồ thất khiếu đổ máu, hào một trận mới được đến được đây, tình trạng xác thực cần hào hào kiểm tra một phen. Tuy rằng hiện tại hắn cảm thấy không đáng lo ngại, nhưng nếu cố chống đỡ, khó bảo đảm thời khắc mấu chốt không phát sinh việc ngoài ý muốn. Hơn nữa hai ngày nay hao tâm tổn sức hao tổn lực không chỉ mỗi mình hắn, Lam Vong Cơ cũng chưa được nghỉ ngơi yên tĩnh chút nào. Coi như hắn không cần nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ cũng cần, Ngụy Vô Thiện nói, do ta quá vội vàng. Vậy trước cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi, kiểm tra một chút đi. Hai người bọn họ đều lên bờ, nhưng Ôn Ninh vẫn còn ở trên thuyền xuống không được. Đám thiếu niên đang bơi lội kia nhìn thấy hắn màu da trắng bệch, trên cổ cùng hai gò má còn có chú văn kỳ quái, cúi đầu yên lặng không nói. Hình thù kỳ quái cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thật thú vị, mười mấy đôi tay bám mép thuyền khiến nó lay động, dọa Ôn Ninh cơ hồ đứng không vững.
Ngụy Vô Thiện quay lại, lập tức nói, uy, làm gì thế, không được khi dễ hắn. Ôn Ninh vội nói, công tử ta xuống không được a. Đang lúc cầu cứu, lại có hai thiếu niên lấy tay vỗ mặt nước, khiến bọt nước bắn lên người hắn. Ôn Ninh thúc thủ vô sách cười khổ. Nếu đám thiếu niên này biết người, bị bọn hắn vây quanh làm ầm ĩ này có thể dễ dàng dùng tay không xé bọn họ thành từng khối thi thể, đến xương cốt cũng dập nát thành bột phấn, sợ là đã sớm hồn phi phách tán trốn về nhà, nào còn dám vui vẻ như vậy. Ngụy Vô Thiện ném mấy đài sen sang, nói tiếp lấy. Mấy thiếu niên lập tức giải tán ôm lấy đài sen. Ôn Ninh lúc này mới chật vật nhảy lên bờ, vỗ vỗ quần áo, ba người đi vào trong thành. Ôn Ninh không thích địa phương nhiều người, một lát sau liền tiêu thất. Nữ tử kia thì vẫn đi theo từ bến tàu, nguyên lai nàng có mở một khách sạn ở trong thành, mới vừa rồi ở bến tàu bị mấy người đánh cá khi dễ nên nàng mới cùng tiểu nhị và người đánh cá cãi nhau. Nàng vô cùng nhiệt tình đề cử chính bản thân mình, muốn Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ đến khách sạn nhà mình nghỉ chân, một đường dây dưa thật đó. Gian phòng tuy không tính là rộng, nhưng tuyệt đối sạch sẽ. Đồ nhắm rượu cũng tốt, toàn là đồ nhà thường ăn, bao ăn, chắc chắn các vị sẽ hài lòng. Ngụy Vô Thiện vẫn nghe cười mà không nói. Bình thường chỉ có tiểu điếm mới tích cực kéo khách như vậy. Bản thân hắn có thể ở bất kỳ nơi nào, có tiền thì ngủ trong nhà, không có tiền thì ngủ dưới gốc cây. Nhưng lúc này có Lam Vong Cơ bên người, hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được bộ dáng Lam Vong Cơ ngủ dưới tàng cây, hoặc chen chúc trong căn phòng nhỏ bẩn thỉu lộn xộn, nên chỉ muốn tìm gian phòng có thể diện một chút. Đúng lúc đi qua một khách sạn 3 tầng, Ngụy Vô Thiện dừng bước nói với Lam Vong Cơ, Lam chạm chỗ này. Còn chưa nói xong, hắn thấy rõ đại sảnh khách sạn, liền ngừng nói, nữ tử kia nhìn thoáng qua cả kinh nói, ai nha, nhị vị công tử không phải muốn trụ ở nhà này đi. Gian khách sạn này tuy rằng từ bảng hiệu đến mặt tiền cửa hàng đều rất khí phái, nước sơn điểm màu xanh biếc và vàng, bàn ghế được lau chà đến sáng trưng, nhưng trong đại sảnh lại chỉ có một khách nhân, là một lão đầu mặc bố sam đang ngồi uống chén trà ăn đậu phộng. Tiểu nhị thì đều mệt mỏi, ỉu xìu, ngáp liên tục. Lầu 2 trực tiếp được xài cái khóa lớn. Ngụy Vô Thiện nói, như thế nào, nhà này sinh ý rất kém sao? Không thể nào, nhìn cách trang hoàng này, chủ nhân khách sạn không thể thiếu tiền, cũng không thiếu người làm. Tọa bắc chiều nam sao chú thích quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam thoáng mát và sáng sủa. Khu vực lại càng tốt. Nhưng đại sảnh vắng vẻ lại nói cho họ rằng, sinh ý xác thực kém, phi thường kém. Nữ tử kia nói, đi thôi, nhị vị công tử mau đi đi. Trụ chỗ nào cũng được nhưng đừng có trụ nhà này nha. Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ đều là cao thủ thế gia về săn đêm, vừa nghe lời này liền biết có chuyện, liếc nhau, Ngụy Vô Thiện cố ý nói, vì cái gì? Khách sạn rất đẹp mà, nhà này đồ nhắm không ngon. Nữ tử kia khoát tay, đương nhiên, không phải loại lý do này. Nàng thần bí bí nói nhỏ, ta không phải người thích nói huyên thuyên, ta liền nói một câu, cửa hàng trước mặt này đã đổi qua ba người gia chủ. Một nhà là cửa hàng trang sức, một nhà hành y, một nhà là khách sạn, chính là nhà hiện tại này. Nhưng mỗi nhà đều không thể làm lâu dài. Như thế nào nguyên nhân lại do đồ nhắm rượu được? Ta nói như vậy, ngài hiểu chưa? Nga, Ngụy Vô Thiện cười nói, không hiếu lắm. Nữ tử kia nói, ngài xem đứng ở trên đường cái thế này, một chốc ta cũng không nói rõ được có phải hay không. Nếu không nhị vị công tử. Ngụy Vô Thiện đã hiểu, nhìn sang một bên. Lam Vong Cơ trực tiếp nói với nữ tử, làm phiền dẫn đường, đến khách sạn của ngài. Nữ tử kia vui sướng đưa bọn họ về khách sạn nhà mình. Vừa nhìn thấy quả thật ngoài ý muốn. Khách sạn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, xác thực được thu xếp rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, lầu một khách nhân gần như ngồi đầy, đủ thấy được quản sự là người tháo vát, lão bản nương cũng không có gạt người. Làm việc trong điếm phần lớn là nữ tử từ cô nương mười mấy tuổi đến đại thẩm đầu bếp cao lớn vạm vỡ.
Thấy hai nam tử trẻ tuổi một đen một trắng tiến vào, mắt đều sáng lên, thiếu nữ đang quét nhà càng là nhìn Lam Vong Cơ đến ngây ngốc, lão bản nương yêu cầu các nàng nấu cơm tiếp đãi, tự mình dẫn Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ lên lầu xem phòng, vừa đi vừa hỏi, nhị vị công tử muốn mấy gian phòng. Chợt nghe vậy, tâm Ngụy Vô Thiện liền treo cao, bất động thanh sắc phiêu tới Lam Vong Cơ một ánh mắt, nếu là một tháng trước, vấn đề này căn bản không cần phải hỏi. Đoạn thời gian trước kia, hắn vì muốn Lam Vong Cơ ghê tởm, không quản có mấy gian phòng, cuối cùng cũng đều lăn lên giường Lam Vong Cơ. Cuối cùng Lam Vong Cơ nhìn ra điểm này, từ đó về sau chỉ thuê một phòng, không chỉ như thế, chuyện dọa người gì hắn cũng dám làm tiện tay khẽ đếm, la hét muốn dùng chung một ổ chăn, ngủ chung một cái gối với Lam Vong Cơ, chất vấn Lam Vong Cơ vì sao vẫn mặc áo đi ngủ, mạnh mẽ muốn giúp y cởi áo tháo thắt lưng, ngủ đến nửa đêm canh ba bỗng nhiên đem tay chân lạnh như băng cắm vào trong ổ chăn của Lam Vong Cơ, sau đó dùng vẻ mặt vô tội mà ẩn tình nhìn chăm chú vào hai mắt y. Ngụy Vô Thiện lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ trước sự vô sỉ của bản thân, phiêu tới ba ánh mắt. Lam Vong Cơ vẫn hạ con ngươi không nói chuyện, cũng không thấy rõ biểu tình. Thấy hắn chậm chạp không đáp, Ngụy Vô Thiện bắt đầu miên man suy nghĩ, trước kia Lam Trạm vẫn muốn một gian riêng tư, vì sao hôm nay không nói. Nếu lần này y muốn đổi thành hai gian phòng, đã nói lên y xác thực để ý. Mà y vẫn muốn một gian, cũng không thể thuyết minh y không ngại, có lẽ chỉ vì muốn khiến bản thân nhìn có vẻ không ngại để ta cũng không ngại. Để ý đến để ý đi, lão bản nương quyết đoán tự trả lời chính mình, âm vang hữu lực nói, một gian phòng đúng không? Một gian là đủ rồi. Gian của ta cho hai người ở sẽ cảm thấy thoải mái. Giường nằm cũng không phải chen chúc, đợi một lát thấy Lam Vong Cơ không có lời phản đối, Ngụy Vô Thiện lòng bàn lúc này mới thấy nhẹ nhàng. Lão bản nương đẩy cánh cửa ra, dẫn hai người đi vào, rót hai ly trà. Ngụy Vô Thiện cảm tạ, nói, vừa rồi khách sạn lớn kia, ngài hãy nói tiếp đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Ma đạo tổ sư, Mạc Hương Đồng xuống. Chương 92, tỉnh ngủ ba. Hắn nhìn qua có phần hứng thú, lão bản nương đem hai cái chén trà đưa cho bọn họ, nói, vậy nha. Ta mới vừa rồi không phải là nói đổi qua tam gia điếm sao. Ngụy Vô Thiện nói, đúng vậy, một cửa hàng trang sức, một nhà y, lại là khách điếm này. Nơi này có nhiều năm. Lão bản nương ngồi xuống, nói, ngài nhớ thật là tinh tường. Tam gia thay đổi, đương nhiên là nhiều năm. Từ cửa hàng trang sức kia nói lên, ta là 8 năm trước đến nơi này, vừa kịp cửa hàng nhà kia ông chủ thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc ấy ta cùng phu quân ta mới đến, muốn mở cái tiểu điếm còn đi nói chuyện hỏi giá tiền, thật sự nguy hiểm, thiếu một chút là mua cửa tiệm kia. May mắn ta khôn lanh, chỗ lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng mua. Ông chủ hàng trang sức lại che giấu không chịu nhiều lời, chuyện này không thành, chúng ta mua gian phòng này, một người khác mua phòng của hắn sửa làm y. Kết quả quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nàng cua tay, hai người xem, việc buôn bán sao có thể như vậy. Hại người nha, mặt tiền cửa hàng sửa sang cả hơn một tháng mới chuẩn bị cho tốt, lầu một lầu hai là hành y, lầu ba chính là một nhà già trẻ ở. Lão bản có một đôi nữ nhi, vừa truyền vào, đầu lúc trời tối, bọn họ kêu la nhảy dựng lên đem một nhà mọi người làm tỉnh lại. Hắn từ lầu ba lao xuống, nói trong phòng hắn thấy thứ kỳ quái. Lam Vong Cơ hỏi, thứ gì? Lão bản nương ngượng ngùng nói. Nói hắn nhìn thấy hai cái bóng trần chuồng ôm nhau, lăn trên giường hắn. Sợ là cái hồ yêu gì đó câu dẫn người, muốn hấp dương khí hắn đó. Lam Vong Cơ mặt không thay đổi, thu hồi ánh mắt, Ngụy Vô Thiện nghĩ thầm, đối với Lam Trạm mà nói, đây mới thật là thứ kỳ quái. Hắn cười nói, này thật là kỳ quái. Nếu là hồ yêu trần chuồng là đúng, nhưng hai thì lại dư thừa. Nếu bọn chúng ôm nhau ở cùng một chỗ, làm thế nào hấp thu được dương khí bên ngoài? Lão bản nương cười nói, là đạo lý này, lại nói đến thật kỳ quái. Dù sao tiểu nhi tử sống chết cũng không chịu ở gian phòng lầu ba kia. Cha hắn lúc đầu còn của trách hắn, có điều ở lâu, bọn họ liền phát hiện không riêng gì một gian phòng, lầu hai, lầu ba cũng có thể thấy được những cái này đó.
Vừa vào phòng, trên giường liền có hơn hai người ôm cùng một chỗ làm kia. Kia, có đôi khi còn không dừng lại ở hai cái. Phòng không có giường cũng sẽ tự nhiên hiện ra một cái giường lớn. Quan lại đến mở cửa liền không có. Gian phòng lớn như vậy, người một nhà ở bên trong, buổi tối lại không thể tìm được chỗ ngủ yên ổn. Ngụy Vô Thiện nghiêm trang mà nói, vậy ôm cùng một chỗ, mỗi lần đều là đồng dạng hai người sao? Hay là khác số người? Lão bản nương nói, ách này cũng không có nghe nói đến, ta nghĩ chính bọn họ cũng không biết. Thấy được cái thứ này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, còn có người nào lưu ý mỗi lần xuất hiện có phải là cùng một người hay không? Chỉ có lầu một không có xuất hiện những vật kia, bọn họ ban đêm đi ngủ ở lầu một. Về sau, không riêng buổi tối, ban ngày cũng bắt đầu có náo loạn. Khách đến khám bệnh cũng nghe được âm thanh kỳ lạ. Ngụy Vô Thiện nói âm thanh kỳ lạ. Nếu như buổi tối khắp nơi đều là một đám người khỏa thân ôm nhau, ban ngày toàn là âm thanh kỳ lạ, rất khó tưởng tượng. Hắn nhịn không được liếc Lam Vong Cơ liếc một cái, trong lòng cảm giác để cho một thiếu niên vô ý quét hai mắt Xuân Cung Đồ cũng tức giận, nghe loại chuyện này có phải không thích hợp hay không. Lão bản nương lại nói, đúng vậy. Giữa ban ngày cũng người nói nghe được âm thanh đánh đàn trên hành lang lầu một. Ta hiếu kỳ đi theo xem náo nhiệt cũng đã nghe được chắc chắn 100%. Thế nhưng không có ai là nhà công, đem đàn theo cũng không có. Ngụy Vô Thiện thế mới biết âm thanh kỳ lạ là mình nghĩ sai. Vừa vặn Lam Vong Cơ cũng quay sang ngắm hắn, hắn vội vàng nghiêm mặt nói sang chuyện khác, vậy sao? Tiếng đàn kia nghe thế nào? Lão bản nương nói, đàn cũng tương đối tốt, khá hay. Ngụy Vô Thiện nói, những thứ này nhiễu loạn như vậy, có làm hại mạng người không? Dưới cái nhìn của hắn, nếu như không làm tổn hại đến mạng người, là tại mình làm ầm ĩ, có Xuân Cung Đồ sống, để nhìn, có tiếng đàn hay để nghe chẳng phải quá tốt. Đương nhiên, hắn nghĩ lại, những lời này hắn sẽ không nói với nữ tử. Lão bản nương nói, không có là không có, có thể vừa nghĩ tới có những vật này tồn tại trong nhà mình, làm cho người mỗi ngày chờ đợi lo lắng, tìm đến giang hồ thuật sĩ, đâu được sống tốt. Ngụy Vô Thiện nói, tại sao phải tìm giang hồ thuật sĩ? Hành lão bản tại sao không tìm đến tu tiên thế gia cầu trợ giúp? Hắn bật thốt lên câu hỏi xong mới nhớ tới tu tiên thế gia trấn giữ nơi đây chính là Vân Mộng Giang Thị. Không khỏi nội tâm hơi loạn, sợ làm Lam Vong Cơ nhớ đến sự việc đêm qua mà không thoải mái. Lão bản nương bĩu môi nói, ai dám nha. Hai vị công tử các ngươi không phải là người địa phương, không biết chúng ta ở khu vực địa giới, đều về Vân Mộng Giang thị quản, nhà kia gia chủ tính tình rất kém, hù chết bọn ta. Mấy tên thuộc hạ cũng đã sớm nói, một cái thế gia quản địa bàn lớn như vậy, mỗi ngày có gần trăm tên tiểu quỷ tiểu yêu chọc ghẹo người, chuyện nhỏ phát sinh, nếu kiện đều lập tức phái người xử lý đuổi đi. Không có ồn ào người chết liền không phải lệ quỷ ác sát, không phải là lệ quỷ ác sát cũng đừng đến quấy rầy bọn họ. Nàng tức giận mà nói, này là cái quỷ gì, chờ chết người lại đi tìm bọn họ, khi đó không phải đã muộn ư. Kỳ thật không phải lệ quỷ ác sát thì chờ sự cố nghiêm trọng xảy ra, đây có lẽ là quy định của thế gia. Chỉ có một người chưa bao giờ để ý tới những cái này. Chính là người lúc này ngồi ở bên cạnh hắn, Lam Vong Cơ. Mọi người đều biết Hàm Quang Quân gặp loạn tất suất, chưa bao giờ chọn đối tượng săn đêm, cũng sẽ không bởi vì yêu ma quỷ quái không đủ đẳng cấp mà không giết, ảnh hưởng đến thanh danh. Từ lúc hắn còn trẻ đi lên vẫn là như vậy. Lão bản nương lại nói, hơn nữa liên hoa ổ kia quá kinh khủng, ai còn dám đi lại. Ngụy Vô Thiện lúc này mới đưa ánh mắt từ trên người Lam Vong Kỳ thu hồi, khẽ giật mình, nói, liên hoa ổ bị khủng bố. Liên hoa ổ làm sao có thể bị khủng bố? Ngươi từng đi qua. Lão bản nương nói, ta chưa từng đi qua. Có thể về sau cả nhà bọn họ bị quấy rối được thật sự không chịu nổi, hành lão bản liền đi một lần. Kết quả không khéo, thấy Giang Tông chủ thuận tay vung từ quang roi trên giáo trường quất người. Quất một cái huyết nhục văng tung tóe, thảm thiết ngút trời.
có kẻ tôi tớ hảo tâm lặng lẽ nói cho hắn biết tông chủ lại bắt lộn người, mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, kêu hắn ngàn vạn đừng đụng vào chút lấy không thoải mái, hành lão bản sợ tới mức đem quà tặng buông xuống bỏ chạy, lại không dám đến nhà bái phòng. Ngụy Vô Thiện sớm đã nghe nói qua, những năm gần đây giang chừng khắp nơi bắt người đoạt xá trọng sinh tà lộ tu sĩ, đem những này người toàn bộ giải về Liên Hoa ổ nghiêm hình tra tấn. Nghĩ đến hành lão bản vừa vặn thấy hắn đánh người tiết hận. Lúc ấy giang chừng mặt mũi dữ tợn, không khó tưởng tượng, cũng khó trách hành lão bản hội chạy trối chết. Lão bản nương nói, cho nên, hành lão bản miễn cưỡng giữ vững được vài năm, không kiên trì nổi nữa, đem điếm bán, lại rời đi. Lão bản không tin tà, càng muốn tới thử xem, ngài đoán xem làm sao. Lần này hắn không nhìn thấy bóng trắng lõa thể, cũng không nghe thấy tiếng đàn. Đồ ăn nhà hắn, tất cả đều bị hư. Chỉ cần ngồi ở lầu 2 lầu 3 trong phòng khách liền sẽ cảm thấy rất nóng, vừa nóng lại khó chịu. Ngủ đến nửa đêm, đều gặp ác mộng, mơ thấy phòng cháy, hai cỗ tiêu thi bên cạnh lăn qua lăn lại kêu thảm thiết, miệng phun khói đen. Ngụy Vô Thiện nói, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ dữ tợn. Lão bản nương nói, cũng phải, so với trước hung hơn nhiều. Lão bản cũng là xin mấy cái hòa thượng đạo sĩ không dùng được lên Liên Hoa ổ cầu giang tông chủ. Ngụy Vô Thiện kỳ quái hỏi, vậy tại sao còn không được giải quyết? Không đến mức lại vừa lúc gặp gỡ giang chừng đang quất người bị dọa sợ chạy. Giang chừng đến cùng bắt người có bao nhiêu chịu khó, quất người có bao nhiêu lần. Lão bản nương nói, không đúng, không đúng. Lần này cũng là tính hắn không may. Hiện tại lão bản họ Ôn, kẻ thù không đội trời chung của giang tông chủ cũng là họ Ôn, hắn đem người của họ Ôn khắp thiên hạ để chút hận lên, trông thấy liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột ra, đâu thể hòa hoãn tiếp. Ngụy Vô Thiện cúi đầu xuống, nheo nheo mi tâm, trầm mặc không nói. May mà không cần hắn ngôn ngữ, lão bản nương một hơi nói liên miên cằn nhằn lâu như vậy, cảm thấy mỹ mãn liền tổng kết nói, ôi, các ngươi nhìn đi, ta là phụ nữ, kể cái loại sự tình này cũng có chút sợ hãi. Bất quá, nhà kia sớm muộn suy sụp, sinh ý đều chênh lệch thành cái dạng gì. Chờ xem, tối đa một năm, khẳng định lại muốn đóng cửa, bán điếm rời đi. Loại điếm kia cực kỳ lớn, nhưng người ở bên trong tâm thần bất an, còn chúng ta nhỏ như vậy nhưng là khách sạn tốt đúng hay không? Ngụy Vô Thiện ngẩng đầu cười nói, đúng đúng đúng. Lão bản nương lại thổ lộ hết một hồi, giảng giải chồng của nàng sau khi qua đời để lại nàng một người chịu đựng nhiều khó khăn. Cuối cùng trước khi đi chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, nhị vị muốn ăn cơm ở đây không? Chúng ta có nữ đầu bếp tay nghề khá tốt. Ngụy Vô Thiện nói, muốn, nhưng bây giờ không cần, tối nay đi, giờ tuất đem qua. Chúng ta bây giờ trước nghỉ ngơi một chút, rồi lên đường đi dạo. Lúc này chưa quá giờ tỷ, lão bản nương mở miệng đáp ứng, bước ra cửa. Nàng chân trước đi, Ngụy Vô Thiện chân sau đóng cửa lại, nói, nghe như không quá khó giải quyết, trước tiên có thể đối phó. Vốn định nếu là khó giải quyết trước hết để đó quay lại xử lý sau. Hiện tại xem ra không tai nạn chết người, tiện tay liền có thể chấm dứt, nên thừa dịp ở chỗ này lúc nghỉ ngơi tiêu diệt mối họa khó hiểu này, trả lại yên bình cho khách điếm kia. Làm vòng cơ đưa tay ra đè hắn xuống bắt mạch. Tuy biết rõ đây chẳng qua là đang cho hắn kiểm tra thân thể, nhưng ở hai ngón tay trắng nõn thon dài theo hắn di chuyển, chậm rãi nhào nặn Ngụy Vô Thiện ở dưới bàn tay kia, vẫn là hơi cuộn lên cảm xúc. Hao tốn gần tới hai canh giờ điều chỉnh và kiểm tra, nghỉ một lát dưỡng đủ tinh thần, hai người lúc này mới đồng thời xuống lầu đi ra ngoài, chuẩn bị đi tam gia điếm kia nhìn xem. Làm vòng cơ đi trước, quầy hàng chỗ bên đó có tiền trả thế chấp. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một hồi, bỗng nhiên, Ngụy Vô Thiện như đã hạ quyết tâm, thấp giọng hướng một bên gọi, lão bản nương. Lão bản nương nói, a, chuyện gì? Ngụy Vô Thiện nói, buổi tối đưa món, thỉnh cầu làm cho chút rượu. Càng mạnh càng tốt. Lão bản nương cười nói, đương nhiên. Ma đạo tổ sư. Mạc Hương đồng xú. Chương 93, tỉnh ngủ 4. Khách sạn kia lầu 1 trong hành lang lúc trước còn có một vài khách nhân, hiện tại không có ai.
Ngụy Vô Thiện cùng Lang Vong Cơ bước tiến vào, lấy bàn lớn ngồi xuống, nửa ngày không ai tới hỏi. Ngụy Vô Thiện dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, kêu, làm phiền. Tiểu nhị lúc này mới chậm chạp đi qua. Có lẽ là do mệt mỏi đã quen, có sinh ý làm ăn tinh thần cũng không lên. Ngụy Vô Thiện đối với thực đơn chọn vài món thức ăn, hắn làm một bộ dáng xa cách. Lam Vong Cơ cầm lấy chén trà nhìn thoáng qua, chén còn không bằng chén khách sạn nhỏ kia được tẩy sạch sẽ, lại yên lặng buông xuống, không hề đụng đến thứ gì trên bàn. Chọn đã xong, Ngụy Vô Thiện nói, các ngươi dùng lầu 2 làm gì? Tiểu nhị ủ rũ cục mí mắt nói, ngoài cửa viết lầu 1 rượu và đồ nhắm, lầu 2 dừng chân. Ngươi không biết chữ. Ngụy Vô Thiện thuận miệng nói, ngươi nói đúng, ta thật sự không biết chữ. Vậy làm sao ở? Tiểu nhị không kiên nhẫn mà nói, ở hay không ở, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lam Vong Cơ nói, ở. Hắn mới mở miệng, tiểu nhị kia như là nuốt phải khối băng, nhất thời run một cái. Lam Vong Cơ lại đè ép một thỏi bạc trên bàn, lạnh lùng, muốn một gian phòng. Ngụy Vô Thiện vội hỏi, đừng nha, chúng ta không dùng. Thu lại thu lại. Hắn giữ lại bạc lại không cẩn thận đụng trúng tay của Lam Vong Cơ, hai người đồng thời co rụt lại. Lam Vong Cơ rũ tay xuống, tay áo che lại đầu ngón tay, thấy thế, Ngụy Vô Thiện trong lòng trùng xuống, kia bạc rớt xuống đất, tiểu nhị lập tức nhặt lên, nói, gian phòng không hủy. Hắn thu tiền, lên lầu mở khóa quét sạch hành lang cùng gian phòng. Ngụy Vô Thiện điều chỉnh biểu cảm, giống như vô sự mà nói, việc gì? Lam Vong Cơ nói, như thế này là muốn đi lên. Ngụy Vô Thiện nói, là muốn đi lên. Bất quá chúng ta có thể từ cửa sổ đi, từ mái hiên đi, lại không nhất định phải từ cánh cửa này đi. Tỉnh lại đi, không phải là tiền của ta nhưng ta đều thay ngươi đau lòng. Lúc này, đĩa rau cũng lên. Bởi vì khách nhân chỉ có hai người bọn họ, nên mới nhanh. Ngụy Vô Thiện gắp trong mâm một mảnh rau cỏ, ngửi ngửi, vậy mà thật sự nghe thấy được một mùi khét lẹt vị thịt làm cho người ta buồn nôn. Hắn đối Lam Vong Cơ cười nói, ta xem như biết. Vốn dĩ ồn ào, phòng không thể ở, rau không thể ăn, tiểu nhị như thế. Như vậy sinh ý có thể tốt mới là thiên lý bất dung. Người thấy thế nào? Một nói chuyện chính sự, hai người lập tức tự nhiên lại. Lam Vong Cơ nói, đại hòa. Ngụy Vô Thiện nói, còn có. Lam Vong Kỳ nói, nơi hoa bướm. Theo lời lão bản nương, hành lão bản một nhà nhìn thấy dị tượng là khắp các phòng đều có thể thấy được người lõa thể ôm nhau, nơi nào có thể như vậy. Nơi hoa bướm, về sau vào ở khách sạn, có người buổi tối mơ thấy phòng ở lửa cháy, tiêu thi cuồn cuộn, thấy rõ nơi này từng xảy ra một hồi đại hỏa, chết cháy không ít người. Bị thiêu sống là cực kỳ thống khổ, bởi vậy, đã cách nhiều năm một số người chết vẫn giữ lấy tàn hồn tại ảnh hưởng nơi đây. Lão bản nương là 8 năm trước đưa đến tòa thành này, nàng trong lúc đến cửa hàng đồ trang sức của lão bản vứt bỏ điếm rời đi, nhưng mà nàng cũng không có nhắc đến trận này đại hỏa. Trận hỏa hoạn này e rằng xảy ra trước tại thời điểm cửa hàng đồ trang sức cửa hàng khai trương ít nhất mười mấy năm. Mọi chuyện đều rõ ràng, Ngụy Vô Thiện nói, thấy gần giống nhau. Còn có, không riêng gì nơi hoa bướm, còn là một nơi hoa bướm rất phong lưu, lầu một trong đại sảnh có người đánh đàn còn tương đối tốt. Lầu hai dùng để làm việc, cho nên việc cả nhà hành lão bản thấy đều ở tầng trên. Lam Vong Cơ nói, suy đoán, nhưng cần nghiệm chứng. Ngụy Vô Thiện nói, cái đó đúng, bất quá tìm ai nghiệm chứng. Lão bản nương 8 năm trước đã tới rồi còn không biết chuyện hỏa hoạn, bằng không nàng đã đem toàn bộ nói ra. Hỏi tiểu nhị này cũng chắc chắn là không được. Đúng lúc này, một thân ảnh rảo bước tiến vào khách sạn. Theo mắt vừa nhìn, người kia mặc một thân đồ cũ, Ngụy Vô Thiện thầm nghĩ, người này thật sự là không nên vào khách sạn. Ai ngờ, người tiểu nhị kia cũng không nể tình, vừa thấy hắn đi vào, liếc mắt. Lam Vong Cơ nói, hắn. Ngụy Vô Thiện cũng lập tức nghĩ tới, lão già này tuổi tác khá lớn, nếu là người địa phương tất nhiên biết rất nhiều, hơn phân nửa có thể hỏi ra chút gì đó. Lão đầu kia ngồi một cái bàn bên cạnh, nói, muốn một bình trà.
Bởi vì Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ muốn lầu 2 một gian phòng, tiểu nhị vừa rồi mở khóa, tạm thời vội vàng quét dọn một phen, vừa làm xong, lòng tràn đầy không khoái, giả bộ không nghe thấy. Lão già kia lại nói, muốn một bình trà. Tiểu nhị nói, không có trà. Lão già kia nói, tại sao không có? Tiểu nhị cười khẩy nói, không có là không có. Mỗi lần đều muốn một bình trà ngồi đỏ uống cả ngày, chúng ta ở đây đậu phộng miễn phí ăn thật ngon đúng không? Lão già kia là vì tham tiện nghi mới đến, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa giận lại túng quẫn. Ngụy Vô Thiện vội hỏi, nơi này có, lão nhân gia ngài đến bên này, chúng ta mời ngươi uống trà. Tiểu nhị nhìn bọn họ liếc một cái, không dám nói nữa cái gì. Lão già được cho một cái bậc thang, lập tức leo xuống, ngồi vào bàn bên này, thở dài, cảm tạ bọn họ. Ngụy Vô Thiện đến gần lời nói khách sáo thành thạo, vãng lai vài câu, rất nhanh đánh khô thân thiện, hỏi trọng điểm. Lão đầu cũng cầm đũa lên, hoàn toàn không chê trong thức ăn thiêu, vừa ăn vừa nói ta. Ta tại con đường này ở hơn 30 năm, ai so với ta quen thuộc hơn chuyện nơi đây. Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhau tinh thần đều lên. Hắn lập tức nói, hơn 30 năm, kia thật đúng là đủ lâu. Gian phòng này khách sạn cũng không có hơn 30 năm. Nghe nói nơi này qua tay cửa hàng trang sức y quán, nói như vậy ngài đều gặp. Lão đầu nói, lúc nó hưng thịnh nhất ta cũng có xem qua đấy. Hắn hạ giọng nói, có phải các người muốn ở chỗ này không? Ta báo cho các ngươi, đừng. Lúc trước trên lầu 2 có một ổ khóa các ngươi nhìn thấy không? Ngụy Vô Thiện cũng hạ giọng thấy được. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Lão đầu nói, mười mấy năm trước chỗ này từng xảy ra đại hỏa chết cháy không ít người. Chỉ sợ là cũng còn ở lại chỗ này nha. Giống hệt như bọn họ phỏng đoán. Ngụy Vô Thiện nói, chỗ bị thiêu là gì? Lão đầu nói, Tư Thơ Hiên. Danh tự nghe xong còn tưởng rằng là ngâm thơ tác đối, là nơi phong nhã, sao lường trước là chỗ hoa bướm. Ngụy Vô Thiện cố ý nói, Tư Thơ Hiên, thư họa các sao? Lão đầu nói, không phải là Kỹ Phường, trước kia không gọi cái tên này, bất quá về sau xuất hiện hai cô nương xinh đẹp, liền dùng tên của các nàng để cùng một chỗ, sửa lại cái danh tự mới. Một người gọi Tư Tư, một người gọi Mạnh Thơ, hợp lại chính là Tư Thơ. Nghe đến đó, Lam Ngụy hai người có chút dừng lại. Ngụy Vô Thiện nói, Mạnh Thơ, danh tự như là có chút quen tai. Lão già nói, đương nhiên, Mạnh Thơ năm đó ở Vân Mộng cũng nổi quá vài năm, đánh đàn viết chữ vẽ tranh còn có thể làm điểm thơ, nhờ thanh danh nàng người tới có rất nhiều, được gọi là pháo hoa tài nữ. Quả nhiên, Kim Quang Giao là người Vân Mộng. Hắn sau khi mẫu thân mình chết mới bắc thượng đến cậy nhờ Kim Quang Thiện, lúc trước theo họ mẹ, họ Mạnh. Tuy trải qua mấy chục năm che giấu của Kim Quang Giao, đại đa số người ở đây không biết rõ vị pháo hoa tài nữ tên đầy đủ là gì, nhưng vừa nghe đến họ Mạnh liền có chút hoài nghi. Không nghĩ tới vậy mà thật sự là nàng. Lão đầu nói xong, nhìn Ngụy Vô Thiện lại lắc đầu nói, không đúng, cũng không giống. Mạnh Thơ nổi tiếng đều là chuyện của nhiều năm trước, cũng không có nổi đến ra ngoài Vân Mộng đi, hiện tại cũng không có người nào nhớ rõ nàng. Người tuổi không lớn lắm, hẳn là không biết nàng. Ngụy Vô Thiện bịa chuyện nói, ta biết, ta có bá phụ, năm đó ngưỡng mộ Mạnh Thơ cô nương, si mê say xưa, mỗi ngày cùng chúng ta nói chuyện của nàng. Về sau nàng gả cho người khác, bá phụ uống rượu say mềm, rất thương tâm. Lam Vong Cơ ở một bên liếc hắn một cái, nhìn thần sắc hắn tự nhiên. Lão già quả nhiên mắc câu, nói ai nói nàng gả cho người khác. Ngụy Vô Thiện nói, không có sao, ta đây nghe ta bá phụ nói nàng sinh nhi tử. Lão già nói, nàng muốn gả, gặp được nam nhân kia ở thời điểm nàng hơn 20 tuổi, niên kỳ không nhỏ, tiếp qua vài năm không còn nổi lên, cho nên nàng mới liều mạng bị quở trách cũng sinh con trai, nghĩ là thoát thân. Có thể vậy cũng phải là nam nhân chịu muốn. Ngụy Vô Thiện nói, như thế nào, nam nhân kia liền nhi tử cũng không muốn. Lão già đem một bàn rau đều đã ăn xong, nói ta nghe nói nam nhân kia chính là tu tiên thế gia đại nhân vật, ở nhà có không ít nhi tử.
cái gì nhiều đều không có thèm, làm sao có thể lưu tâm bên ngoài. Mạnh Thơ trông mong không được người đến đón hắn, đành phải chính mình nuôi. Trên đời này có bao nhiêu nữ tử đều đem hy vọng ký thác vào nhi tử của mình, trông cậy vào mẫu bằng tử quý, có thể cùng nó dốc hết tâm can cùng tâm tư, còn nhiều hơn chú ý đến chính mình. Ngụy Vô Thiện nghĩ mãi mà không rõ, cho dù Kim Quang Thiện không nguyện ý đem Mạnh Thơ mang về Kim Lân Đài, nhưng cho pháo hoa nữ tử chuộc thân, cho nàng một khoản tiền nuôi dưỡng nhi tử, đối với hắn mà nói thật rất dễ dàng. Vì cái gì chỉ thiện tay thôi cũng không chịu làm. Hắn nói, ừ, hài tử kia thông minh rõ ràng sao? Lão đầu nói như vậy a, ta sống 50 mấy năm, còn chưa thấy qua người so với tiểu Mạnh càng thông minh lanh lợi hơn. Mạnh Thơ cũng là có tâm dạy dỗ tốt hắn, đem nhi tử nuôi dưỡng, dạy hắn đọc sách viết chữ, lễ nghi, đưa hắn đến trường, còn mua một ít kiếm phổ bí kíp cho hắn. Đại khái hay là chưa từ bỏ ý định a. Như thế, chỗ bọn họ đang ở trước đây là chỗ năm đó Kim Quang Giao lớn lên. Lão già nói tiếp, tiểu Mạnh 11-12 tuổi, Mạnh Thơ còn muốn bắt trước cái gì điển cố cho hắn đổi chỗ ở, hào hào học hành. Thế nhưng khế ước bán thân của nàng vẫn còn ở Tư Thơ Hiên, cũng chỉ đem tiểu Mạnh đưa đến thư quán ở đây. Nhưng về sau tiểu Mạnh lại chính mình trở về, nói cái gì cũng không chịu đi nữa. Ma đạo tổ sư Mạc Hương Đồng Xú. Chương 94, tỉnh ngủ năm. Ngụy Vô Thiện nói, Mạnh mẫu ba rời. Đây là Mạnh Thơ muốn bắt chước theo điển cố. Con trai của kỹ nữ tại nơi thư hương kia tự nhiên không hợp nhau, bị người ta khinh nhục. Đi đến chỗ nào cũng vô dụng. Mạnh Thơ đoán được nhi tử tất nhiên là bị khi dễ, nhiều lần truy hỏi, nhi tử cũng không chịu mở miệng nói là bị ai khi dễ, chỉ đành thở dài, để cho hắn tiếp tục ở lại Tư Thơ Hiên, bình thường tại lầu một làm quét dọn cùng sai vặt. Nhưng mà không riêng bên ngoài người nhìn bọn họ không nổi, kỹ phường bên trong cũng nhìn bọn họ không nổi. Mạnh Thơ cố ý sinh hài tử đã hơn 20 tuổi, đối với nữ nhân trốn phong nguyệt mà nói đã là lớn tuổi, sinh con khí sắc và thân thể đều bị hao tổn. Mạnh Giao vừa được mười mấy tuổi lại càng suy nhược, không còn được như năm đó, chỉ có thể dựa vào một chút cái danh gọi là tài nữ, miễn cưỡng sống bằng tiền dành dụm, thỉnh thoảng mới có người xuất phát từ lòng hiếu kỳ đến nể mặt. Ở nơi hoa bướm, người như Mạnh Thơ như vậy là phiền toái nhất. Đọc qua sách biết văn chương, chỉ là hấp dẫn khách chơi gái thích mới lạ, không đủ cho nàng chèo chống mưu sinh. Người đọc sách như nàng vô cùng thanh cao, không thể nào từ bỏ ham muốn, không cam lòng thất bại, tờ khế ước bản thân không chuộc lại được, khó tránh khỏi vô cùng buồn khổ, lòng tràn đầy sự dây vò. Chính tính cách thanh cao này làm cho nữ tử khác trong kỹ phường khinh rẻ nàng, ở trước mặt sau lưng cũng không có nói lời tốt đẹp. Khách đến nơi này ngẫu nhiên nhìn thấy thiếu nữ rụt rè đoan trang, xem như đồ chơi mới lạ rất khác biệt, nhưng muốn bọn họ dùng tiền nhìn đến dung nhan tiểu thụy mà lại làm ra vẻ kia rất không thoải mái. Sớm đã không còn danh tiếng cùng nhan sắc của năm đó, nhưng vẫn không chịu nhận thức tình cảnh của mình, rơi vào kết cục như thế là vô cùng đáng giá. Có một ngày, Mạnh Thơ không biết cự tuyệt yêu cầu gì của một khách làng chơi, chọc hắn nổi trận lôi đình. Mạnh Giao tại lầu một trong hành lang đang đưa mâm đựng trái cây, đột nhiên nghe thấy lầu hai có tiếng chén dĩa vỡ tan tành, một cây đàn bay ra, rơi xuống đại sảnh đường gây một tiếng vang thật lớn, gãy nát đem mấy người đang uống rượu mua vui trên bàn lớn sợ tới mức chửi ầm lên. Mạnh Giao nhận ra đây là đàn của mẫu thân, ngẩng đầu thấy một người đại hán nắm tóc mẫu thân từ trong phòng bước ra, vội vàng xông lên lầu. Mạnh Thơ bụng lấy ra đầu, liều mạng đem y phục mặc lại, thấy nhi tử chạy qua, vội hỏi, ta không cho ngươi lên lầu, mau đi xuống. Mạnh Giao tách tay của khách làng chơi ra, bị một cước đạp vào bụng dưới, té lăn xuống lầu, có tiếng hét to. Mạnh Thơ, a, to một tiếng, lập tức lại bị khách nhân kia níu lại tóc một mực kéo xuống lầu, cởi y phục ném ra đường lớn. Trước khi đi, khách nhân kia đem nàng đang xích lõa nhổ một bãi nước miếng, mắng, đồ xấu xí, kỹ nữ già còn đem bản thân làm ra vẻ mới lạ. Mạnh Thơ hoảng sợ giữa đường, không dám đứng dậy, chỉ cần nàng khẽ động sẽ bị người ta nhìn thấy hết. Nữ tử thông thường đều sợ bị nhìn thấy.
Trên đường người đi đường đều rất ngạc nhiên cùng hung phấn, dục vọng có phần lộ rõ, đứng lại nhìn một chút, mắt lộ rõ ham muốn. Nữ nhân bên trong Tư Thơ Hiên đang hả hê cười nhẹ, vui sướng trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Tư Tư Thành Danh cùng thời với Mạnh Thơ nhịn không được bước ra cửa, đem áo mình mặc cho Mạnh Thơ, dìu nàng trở vào đại sảnh đường. Chủ nhân kỹ phường đi ra của trách đã sớm kêu ngươi sửa lại. Bưng cái giá đỡ đó cho ai nhìn, chịu khổ nhớ lâu. Mạnh Thơ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, đào thấp mắt tìm nhi tử. Mạnh Dao bị đá một cái không có lực ngồi dậy, nằm dạp trên mặt đất. Từ từ mỗi tay dìu một người, đem mẹ con họ dắt đi. Lão già lại tán chút chuyện khác cuối cùng, nói đều là chuyện xưa cả. Danh tự tuy gọi Tư Thơ Hiên, nhưng Tư Thơ lớn tuổi cũng bị bán đi, Mạnh Thơ cũng đã chết, con trai của nàng cũng thu dọn đồ đạc đi. Một ngày một đêm cả tòa nhà bị người ta đốt đi. Trước kia nơi này đã làm cái gì nói qua không dễ nghe, về sau mấy cửa hàng đều không cho người khác truyền ra, hiện tại cũng không có người nào biết. Ngụy Vô Thiện thầm nghĩ, những chủ quán đó làm gì có năng lực lớn như vậy, có khả năng ngăn chặn lời đồn trong dân gian. Chỉ sợ là Kim Quang Dao bỏ nhiều công sức ra. Nguyên nhân của trận hỏa hoạn kia cũng không phải là do than củi sơ ý đơn giản như vậy. Ngẫm lại Kim Quang Dao và vị bạn tốt Tiết Dương kia có cùng phong cách hành sự, không khó suy đoán. Bất quá, suy đoán rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Hắn giống như Lam Vong Cơ, không thích tùy tiện đem suy đoán thành thật, sau đó phỉ nhổ một phen. Nếu thật đây là nơi Kim Quang Dao từng sinh sống, không thể đơn giản xuất thủ với tàn hồn trong khách sạn này, tạm giữ lại, ngày sau có lẽ sẽ tìm được bên trong một ít chứng cứ. Ngụy Vô Thiện đánh giá thang lầu. Mặc dù biết rõ năm đó Kim Quang Dao té ở thang lầu này, nhưng nhịn không được nghĩ thầm, bị khách làng chơi đá hắn, thủ hạ của Kim Quang Thiện đá hắn, Nhiếp Minh Quyết cũng đá hắn. Kim Quang Dao thật đúng là đến đâu cũng bị người ta một cước đá xuống. Không biết tự nhiên cảm thấy buồn cười. Lão già thấy bọn họ cũng không có đụng thêm vào đĩa rau đã ăn xong, rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu, rồi đi về nhà. Đến giờ tuất, lão bản nương chuẩn bị cho họ một bữa rượu thịt ngon, cần phải trở về. Hai người đứng dậy, tiểu nhị trợn mắt nói, các ngươi đi chỗ nào? Không phải là muốn dừng chân sao? Phòng ta đều quét xong rồi, các ngươi đến cùng là có ý gì? Ngụy Vô Thiện quay đầu lại cười nói, ta xem ngươi hay là đừng làm tại đây, cuốn gói rời đi a. Ngươi tiếp tục ở lại tiệm này, sinh ý quán càng ngày càng kém. Sở dĩ hành lão bản và khách sạn lão bản hai nhà thấy được tàn hồn bất đồng, có quan hệ đến bản thân họ. Nghe thuật lại, hành lão bản một nhà hòa nhã, khách sạn lão bản không biết như thế nào, nhưng hắn thỉnh tiểu nhị thật là nóng tính. Tinh thần người sống cũng sẽ ảnh hưởng những thứ này, có khi người ôn hòa, chúng liền làm ồn ào chơi một chút dọa dọa người. Có thể nếu là người tới tính công kích rất mạnh, mọi người đều không tốt, chúng cũng sẽ biểu hiện được rất không hữu hảo. Cho nên nhà trước thấy xuân cung đồ, nghe được tiếng đàn, nhà sau lại là đầy đồ thiêu. Chẳng trách tàn hồn đối đãi khác nhau. Trở về khách sạn nhỏ kia, lão bản nương nói đồ ăn đã đưa lên rồi, Ngụy Vô Thiện cười cảm ơn, cùng Lam Vong Cơ cùng nhau lên lầu, vào phòng ngồi xuống tiếp tục nói đến sự tình ngoài kia. Ngụy Vô Thiện nói, kỳ thật ta thấy có chút kỳ quái, theo ấn tượng của ta Kim Quang Dao cũng không phải là một người dễ xúc động lạm sát. Hắn chủ yếu là giàu hoạt, có thể ra tay độc ác, nhưng sẽ không tùy tiện động thủ. Có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội. Vì cái gì lần này vội vã trên bãi tha ma làm ra chuyện lớn như vậy? Quả thực là bức đám người thế gia đối địch với hắn. Hắn không nghĩ tới nếu không thành công sẽ thế nào. Lam Vong Cơ chậm rãi mà nói, lá thư này, tới cổ quái đi Cao Minh. Ngụy Vô Thiện hiểu, tới cổ quái là chỉ phong thư này hoàn toàn chọn đúng thời cơ đưa tới, giúp mình một việc lớn. Đi Cao Minh là chỉ trong thư liệt kê từng tội trạng, có thể có chứng cứ có thể không. Người viết thư có thể đem chứng cứ cùng không có chứng cứ để cùng một chỗ, làm cho người xem tin, tạo ra một loại ảo giác về tính xác thực. Còn có lửa giận tăng vọt, tâm tình kích động, tự nhiên đem toàn bộ thông tin tin hết không nghi ngờ.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đưa ra chỗ khả nghi, trong mắt người ngoài ngược lại sẽ biến thành một loại hành vi bới móc. Thảo luận một hồi, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ nói, kỳ thật ngược lại không cần quá lo lắng đại ca ngươi. Lúc ấy Kim Quang Giao có khả năng đem hết tội lỗi đổ lên đầu ta, nếu là hắn thực có ý đối với Trạch Vu Quân làm cái gì, giao cho ta là được rồi, truyền tin tức đi không chỉ là trọng thương. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đến Lan Lăng dò xét đến cùng. Uống xong rồi đi ngủ. Hắn một câu cuối nói rất tự nhiên, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhấc tay đang muốn rót rượu, trần chờ trong tích tắc lập tức khuyên bảo chính mình, ta chỉ hỏi hắn mấy câu tuyệt không làm cái gì khác. Hỏi hắn đến cùng nghĩ thế nào. Lam Trạm tỉnh rượu cái gì đều không nhớ rõ, tuyệt sẽ không để lộ cái gì. Hướng chính mình cam đoan, tay của hắn lúc này mới vững vàng đem chén rượu rót đầy, đẩy tới trước mặt Lam Vong Cơ. Hắn còn đang lo lắng Lam Vong Cơ không chịu uống. Đang nghĩ như thế nào dỗ dành mới không lộ vẻ tận lực, Lam Vong Cơ đã đưa rượu lên, nhìn cũng không nhìn, ngửa đầu uống cạn. Ngụy Vô Tiện đem chén rượu của mình đưa tới bên môi, cố ý nhìn chằm chằm y. Ai ngờ, hắn chỉ là nhấp một ngụm, lập tức phun ra, khục 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 khục. Vừa nghĩ, hào hào hào. Lão bản nương này thật là rất thành thật, bảo nàng tìm rượu càng mạnh càng tốt, nàng liền nhiệt tình tìm được. Hắn xoa xoa chén rượu, lại ngẩng đầu, Lam Vong Cơ đã tiến vào trạng thái ngủ. Lần này, hắn ngồi ở trên chiếu liền ngủ mất, cái eo thẳng tắp ngoại trừ hơi hơi cúi đầu, nhắm chặt hai mắt cùng tư thế bình thường hắn ngồi không cũng không khác biệt gì. Ngụy Vô Tiện một bên lấy tay ở trước mặt hắn quơ quơ, một bên tâm lý buồn cười. Gương mặt này lúc mở mắt bởi vì đôi mắt rất sắc, ánh mắt lại lạnh lẽo, biểu lộ sự đạm mạc. Khi nhắm, hình dáng nhu hòa rất nhiều, như một ngọc tượng tuổi trẻ tuấn mỹ, yên tĩnh, không hề bị xâm phạm. Có thể càng như vậy, nhớ tới hai lần trước hắn say rượu, nội tâm Ngụy Vô Tiện này sinh cỗ hưng phấn bí hiểm. Hắn đem bàn kéo qua một bên, để mình và Lam Vong Cơ ngồi đối mặt nhau, chờ hắn tỉnh lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện để quy quy củ củ ngồi không ngoan ngoãn chờ là chuyện tuyệt không thể nào, hắn này sinh một chút ý xấu. Vì vậy hắn vươn tay, nhẹ nhàng cọ lên cằm Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng, mấy ngày nay có thể kìm nén hết ta. Hàm Quang Quân thế nào a, rơi vào tay của ta nha. Lam Vong Cơ đang ngủ ngẩng mặt một bộ vô lực phản kháng. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thầm nghĩ không ổn, vội vàng rút lui tay, Lam Vong Cơ đầu lại rũ xuống. Tà tâm chưa chết, Ngụy Vô Tiện lại đi đâm gương mặt của hắn, kéo khóe miệng Lam Vong Cơ lên, muốn nhìn hắn hơi cười rộ lên là cái dạng gì. Bỗng nhiên, ngón tay hơi hơi đau xót. Lam Vong Cơ mở hai mắt ra, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mà ngón trỏ của Ngụy Vô Tiện đã bị hắn cắn lấy trong miệng. Ngụy Vô Tiện nói, nhả ra. Lam Vong Cơ ngẩng đầu ưỡn ngực, duy trì ánh mắt lạnh lùng, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, đem ngón tay của hắn từ khớp ngón tay thứ nhất cắn được đến khớp ngón tay thứ hai, hàm răng càng dùng sức. Ngụy Vô Tiện nói, đau. Lam Vong Cơ lúc này mới hơi thả lỏng răng, Ngụy Vô Tiện thừa cơ rút ngón tay về, lăn qua một bên. Cắn làm cho hắn sởn tóc gáy, chỉ cần là hội cắn người hắn liền liên tưởng đến chó, liên tưởng đến chó hắn liền lông tóc dựng đứng. Ai ngờ, sau một khắc Lam Vong Cơ rút thị trần ra trên chiếu dùng sức cắm xuống, đem góc áo Ngụy Vô Tiện ghim trên mặt đất. Bọn họ lúc này y phục trên người đều là tại Liên Hoa ổ đổi, vải vóc chế thành không dễ xé nát, Ngụy Vô Tiện góc áo bị ghim, không có lăn xa, Lam Vong Cơ thừa cơ bắt lấy cổ hắn kéo trở về. Ngụy Vô Tiện phía sau đánh lên một cái lồng ngực, bên tai chợt truyền đến tiếng tị trần chui vào vỏ. 2. Hãy nhấn subscribe kênh Holic Audio để cập nhật phần tiếp theo nhanh nhất. Cảm ơn.